cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Liên quan đến giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu C03 đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 bị can ở ba nhóm tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Cơ quan tiến hành tố tụng cũng kê biên, phong tỏa, tạm giữ nhiều tài sản của Trương Mỹ Lan, đồng phạm và nhiều cá nhân, tổ chức liên quan để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của trường Mỹ Lan. Trong giai đoạn điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ số tiền hơn 224 tỷ đồng tiền mặt, ra lệnh phong tỏa 79 tài khoản của các bị can với tổng số tiền hơn 92 tỷ đồng, ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài sản chứng khoán của các bị can, người liên quan và các pháp nhân liên quan. Với tổng số tiền 824 tỷ đồng và 261.914 đô la Mỹ. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng ra lệnh kê biên tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với cổ phần, phần vốn góp liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan, các bị can khác và các cá nhân có liên quan với tổng giá trị quy đổi là 12.313 tỷ đồng. Cơ quan chức năng cũng kê biên 9 tài sản là bất động sản tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng có liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan các bị can khác và các cá nhân có liên quan tiếp tục thi hành lệnh kê biên, ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng đối với các tài sản liên quan đến Trương Mỹ Lan và các tài sản đã bị thu giữ để chuyển tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét giải quyết. Vẫn theo kết luận điều tra, tháng 5 năm 2024, tập đoàn Vạn Thịnh Phát có văn bản đề xuất phương án xử lý khắc phục hậu quả bước đầu các gói trái phiếu của các công ty liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát với tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng tập đoàn này cam kết sử dụng 69 tỷ đồng của công ty Bông Sen và 133 tỷ đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khách sạn quốc tế Thiên Phúc để khắc phục cho các chủ sở hữu trái phiếu của hai công ty vừa nêu. Đối với số tiền 291 tỷ đồng trong các tài khoản được tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các công ty tự nguyện xin sử dụng để khắc phục hậu quả, C03 duy trì việc ngăn chặn tài khoản và thống kê chuyển tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án liên quan sai phạm xảy ra ở tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB giai đoạn 2. C03 đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tội rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc rửa tiền từ nguồn tiền tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành trái phiếu. Tổng 445.747 tỷ đồng và vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương 106.730 tỷ đồng qua biên giới. Trong đó, nhóm của bà Lan sử dụng 287.000 tỷ để chi trả cho các khoản vay tại SCB, chuyển tiền ra nước ngoài tại SCB hơn 32.000 tỷ, rút tiền mặt chuyển cho các cá nhân hơn 15.000 tỷ theo từng lần phục vụ thực hiện các chỉ đạo của bà Lan. Trường hợp số tiền chưa dùng đến sẽ chuyển vào một tài khoản được gọi là tài khoản chờ, khi cần sẽ rút ra sử dụng. Công an xác định có hơn 128.000 tỷ sau khi giải ngân đã được bà Lan chỉ đạo sử dụng cho các mục đích khác. Cũng theo kết luận, năm 2018-2019, bà Lan và nhóm thân tín thông qua phát hành 25 gói trái phiếu của 4 công ty An Đông, Quang Thuận, Secha, Sunny World đều thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ của hơn 35.000 người. Nhằm che giấu nguồn gốc và sử dụng bất hợp pháp số tiền này, bà Lan và nhóm đã rút tiền mặt trực tiếp tại SCB và giao Bùi Văn Dũng vận chuyển về nhà riêng hoặc trụ sở tập đoàn Vạn Thịnh Phát để sử dụng cho mục đích cá nhân. Bà Lan cũng bị cáo buộc rút tiền, chuyển tiền cho tổ chức và cá nhân đứng tên, nộp tiền mặt vào các tài khoản theo chỉ định để trả nợ khoản vay, thanh toán thẻ tín dụng, chuyển tiền cho các công ty và cá nhân. Tại cơ quan điều tra, bà Trương Mỹ Lan khai giao cho Trương Khánh Hoàng Trần Thị Mỹ Dung phối hợp với Nguyễn Phương Anh để lập các khoản vay khống tại SCB, lấy nguồn tiền để chuyển ra nước ngoài và sử dụng cho các mục đích khác ở trong nước. Bà Lan khai, tiền nhận từ nước ngoài chuyển về Việt Nam là tiền vay, còn tiền chuyển ra nước ngoài là tiền trả nợ. Để chuyển được tiền ra nước ngoài và ngược lại, bà Lan giao cho các thân tín phối hợp với Chiêu Bình, Thương Kenneth, luật sư được giao quản lý các công ty ở nước ngoài, cùng nhóm lãnh đạo SCB lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần vốn góp vay nợ giữa công ty ở Việt Nam với các tổ chức công ty nước ngoài. Ngoài ra, theo kết luận điều tra, Triều Bình Cưng Kenneth, quốc tịch Vương quốc Anh và Bắc Ireland được bà Trương Mỹ Lan giao cho quản lý 11 công ty ở trong và ngoài nước. Người này đã thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số tiền mà 11 công ty nước ngoài đã chuyển là hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ tương đương hơn 34.000 tỷ đồng. Một người ngoại quốc khác đã có hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là Chen Ji Chung, quốc tịch Hồng Kông Trung Quốc, quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB. Người này đã giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số tiền hơn 708 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 16.000 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, quá trình điều tra vụ án không xác định rõ hai người nước ngoài trên ở đâu, cũng chưa có kết quả tương trợ tư pháp về hình sự, đã có quyết định truy nã nhưng đã hết thời hạn điều tra vụ án mà vẫn chưa truy bắt được. Theo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các phát ngôn và thuyết giảng của Đại Đức Thích Nhuận Đức gần đây đã làm suy giảm niềm tin của xã hội với Phật giáo và giáo hội. Theo Cổng Thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngày 6 tháng 6, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông báo về hình thức kỷ luật với Đại Đức Thích Nhuận Đức do những video thuyết giảng, nghi lễ bị phản ánh, phản cảm trên không gian mạng các phát ngôn và thuyết giảng này làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với phật giáo và giáo hội do đó đại đức thích nhuận đức bị nghiêm cấm không được thuyết giảng dưới mọi hình thức trong một năm bên cạnh đó đại đức thích nhuận đức phải sám hối chư tăng và ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bà rịa vũng tàu đồng thời bị kỷ luật biệt chúng tổ đình hộ pháp thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu trung ương giáo hội phật giáo việt nam giao ban pháp chế trung ương ban kiểm soát trung ương và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giám sát việc thi hành kỷ luật Đại đức Thích Nhuận Đức trong một năm. Sau một năm, Ban trị sự Giáo hội tỉnh báo cáo về đạo hạnh, việc hành trì oai nghi, giới luật của Đại đức Thích Nhuận Đức. Trước đó ngày 4 tháng 6, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có buổi làm việc với Đại đức Thích Nhuận Đức tại Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi làm việc, sau khi xem xét, đánh giá và chỉ ra các sai phạm, Đại đức Thích Nhuận Đức đã xin sám hối chư tăng và giáo hội. Liên quan đến những bài viết gây tranh cãi trên mạng xã hội, tài khoản Angela Phương Trinh thừa nhận đã không khéo khi diễn đạt cảm xúc của mình. Đồng thời người này gửi lời xin lỗi về những phát ngôn khiến người xem không vui và xảy ra những ý kiến trái chiều. Tài khoản Angela Phương Trinh bày tỏ sẽ xóa các bài viết để tránh gây ra những ý kiến trái chiều. Người này viết, Trinh còn nhiều kém giờ và vẫn đang trên con đường học đạo của mình. Trinh sẽ cẩn trọng hơn trong việc diễn đạt cảm xúc của mình và mong cả nhà yêu thương và thông cảm cho Trinh. Cũng trong bài viết của mình, tài khoản Angela Phương Trinh lên tiếng về những tin đồn liên quan đến mình thời gian qua, đồng thời chia sẻ. Trinh xin chân thành cảm ơn mọi người, cảm ơn những ai đã yêu mến ủng hộ Trinh và cả những lời góp ý để Trinh được hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. Theo ghi nhận, hiện tại bài viết trên fanpage Angela Phương Trinh có hơn 2,2 triệu lượt theo dõi, đã nhận hơn 5.000 lượt thích sau vài giờ đăng tải. Tuy nhiên, tài khoản này hạn chế phần bình luận cho dòng trạng thái này. Dù vậy, nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng chia sẻ bài viết trên các diễn đàn, chuyên trang bàn luận chuyện showbiz. Lời giải thích của tài khoản Angela Phương Trinh không thuyết phục được cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ thái độ bất bình, cho rằng dù là trang cá nhân có hàng triệu lượt theo dõi, nhưng lại không cẩn trọng khi chia sẻ thông tin. Vậy nên việc lộng ngôn trên mạng xã hội cần bị xử lý thích đáng để làm gương. Một tài khoản bình luận, tung hoành ngang dọc cho đã rồi xin lỗi. Kịch bản này tôi lạ gì với mấy người nữa. Người xem khác nếu quan điểm, thích gì làm đấy, gây chuyện xong là xin lỗi, thế thì loạn. Một khán giả bày tỏ, phát ngôn linh tinh xong giờ đi xin lỗi, tôi không đồng ý đấy thì làm sao nào? Xin lỗi là chuyện của em, tha lỗi hay không lại là chuyện khác. Một khán giả nêu quan điểm. Bên cạnh đó, một bộ phận cư dân mạng cho rằng cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm vụ việc để làm gương. Nhiều người còn đề nghị các nhãn hàng dừng hợp tác như một cách cảnh cáo đối với những trường hợp người nổi tiếng phát ngôn gây bức xúc trong dư luận. Mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý cô này, cư dân mạng viết. Một tài khoản bày tỏ, đề nghị nhãn hàng mà bạn này đang quảng cáo dừng lại hết, không thuê nữa. Một người xem khác khẳng định, tôi sẽ không mua bất cứ hàng hóa nào cô này làm đại diện. Những ngày qua, Angela Phương Trinh gây bão mạng xã hội với những phát ngôn gây tranh cãi. Theo đó, những phát ngôn của cô liên quan tới hành giả thích minh tuệ và phương thức tu học Pháp đầu đà khiến nhiều khán giả chỉ trích. Trên trang cá nhân, Angela Phương Trinh đã liên tục đăng tải các bài viết nêu quan điểm bài trừ phương pháp tu hành của ông Thích Minh Tuệ bằng lời lẽ nặng nề, giọng điệu gay gắt. Cô mỉa mai khi cho rằng đây là bộ phim và xem ông Thích Minh Tuệ là diễn viên. Thậm chí, cô gọi những người mang quan điểm khác mình là giặc, những ý kiến không giống mình là truyền thông bẩn.